cậu ý chụp ảnh tự sướng muốn xấu chết đấy. Có một lần cậu ấy chụp mà mất cả một bên mắt luôn. Chứ còn gì nữa, dùng chế độ selfie là ngon lành cành đào mà. Cậu ấy nói điện thoại của cậu ấy cũ quá ấy. Nhưng thật ra tại cậu ta lỡ thả cái điện thoại mới xuống bồn cầu rồi xả nước luôn. Thật mà, cậu ấy làm rơi điện thoại vào bồn cầu rồi nhấn xả nước. Ý trời, đồ ăn của tớ xong rồi, xíu lại gọi sau nha. Vì tôi có một chiếc bụng đói, món này sẽ ngon đây. Món mì của mình bị cái gì thế này? Cái bát này ở đâu ra vậy trời? Ủa khoan, mình hâm nhầm đồ mất rồi. Hello Tina, sao buồn thế? Tớ cầm lộn đồ ăn nên lỡ làm chảy hết giống kẹo dẻo rồi. Ái chà, có khi TikTok lại có thể giúp tụi mình đấy nha. Đây, cậu quay đi. Trước tiên, tụi mình cần một cái đĩa này. Giờ đổ Skittle vào đĩa. Đổ chén kẹo dẻo chảy lên nữa. Thêm kẹo Skittle lên trên miếng kẹo nào. Ngon lành, giờ chúng ta để món này khô lại nhé. Tụi tớ mới làm một quả chuối kẹo dẻo Skittle đó các cậu. Các cậu dùng làm băng đô cũng được ý. Dẻo dễ sợ luôn này. Ngon quá, tớ thử luôn đây. Cho tớ Skittle tím đi, tớ thích vị này lắm á. Xem phim mà không có bắp rang thì chán chết. Và đây là loại mình thích nè. Nhưng mà phải chế biến nữa cơ. Có bỏng ngô làm sẵn trong này không nhỉ? Hình như có. Ủa, cái này cũng chưa ăn được. Giờ làm sao đây ta? Một hộp khác nè. Ai cất kỹ quá vậy trời? Không! Skittle rơi như mưa luôn này mọi người ơi! Thôi xong, rơi tứ tung rồi. Thế là bừa bộn hết cả bếp. Không, đừng rơi vào chảo chứ. Cơn mưa Skittle này tạnh chưa vậy này. Mình chẳng ngờ được luôn đấy. Ở khắp nơi luôn này. Chỗ nào cũng có kẹo hết đó. Chắc đêm nay hết được xem phim rồi. Mình ghét nhất là dọn dẹp bếp vào tối thứ sáu. Ghét thật. May mà vẫn có kẹo để ăn. Cơ mà mình có ý này hay lắm này. Bỏng ngô màu mè một tí cũng hay. Đổ hạt ngô vào chảo như bình thường. Và cứ để nguyên Skittles đó nhé. Đang nổ đùng đùng kìa. Chưa gì đã thơm nức mũi rồi. Nhìn cũng ngon mắt quá nè. Mình sẽ thử màu đỏ trước. Không biết có vị Skittles không ta. Chỉ có một cách để biết thôi. Tiếp tục đêm xem phim nào. Món ăn vặt sau lưng giáo viên của bạn có thể là một việc khó khăn. Cái gì vậy? Ôi không có gì, em chỉ đang tận hưởng bài giảng tuyệt vời của cô thôi. Suýt thì đòi. Cẩn thận đấy Lily, quá tam ba bận đấy nhé. Này, em đang ăn vặt đấy đúng không? Hả? Cô đã nói rồi, chỉ được ăn vặt trong giờ ra chơi, không phải trong giờ học của tôi. Bây giờ thì nộp cho cô Lily. Trời ơi, tất cả kẹo của mình. Đối với mẹo này, lấy một chồng giấy ghi chú như thế này và vẽ một hình vuông lớn trên đỉnh của chồng giấy. Bây giờ, dùng dao rạch giấy theo đường vuốt vẽ. Một khi bạn đã lấy ra những mảnh ở giữa, hãy tiếp tục cho đến khi bạn lấy được một nửa số giấy. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đổ loại kẹo yêu thích của bạn vào bên trong và đừng quên đậy lại nhé. Bây giờ khi bạn thèm một chút đường trong giờ học, hãy giữ bình tĩnh và trông cậy vào chồng giấy nhớ đó nhé. Nhanh nào, sang phải đi má. Cậu chết chắc rồi Liz. Không. Ngon lành. Và xong. Của tớ thì sắp hết thôi. Còn một cái nữa à?
Cô nào nhanh nhất sẽ thắng này. Chơi nào. Đương nhiên rồi. Sao nè, ai sẽ ra tay trước đây? Hai cô nàng căng thẳng lắm đấy. Thôi nào, bỏ ra đi. Tớ thấy cây kẹo này trước mà. Đưa cho tớ. Mơ đến mùa quýt đi nhé. Mơ cái gì chứ? Mọi người ơi, ra đây mà xem. Tớ thắng rồi này. Bực thế không biết. Như thế mới phải chứ. Và thế là hết. Tôi thứ bảy mà chán như con rán ý. Ước gì mình có thể làm được gì đó. Mà này, chắc là được đấy. Dùng tài nấu nướng của mình một tí là được ấy mà. Bắt đầu nào. Đổ soda chanh vào bát. Rồi nhỏ vài giọt màu thực phẩm vào. Khuấy cho đều lên. Chuẩn, cứ khuấy thật đều tay nhé. Tốt. Giờ đến gelatin. Khi đã đổ hết vào thì bạn phải khuấy lên cho đều nhé. Khi nước trông như thế này là đến nhiệm vụ của tủ lạnh rồi. Lấy khay đá ra đây và đổ hỗn hợp này vào từng ô. Bắt đầu nào. Đậy nắp lại và bơm phần còn lại vào nửa tròn phía trên nhé. Đúng rồi, hết luôn nhé. Sau khi để trong tủ lạnh một lúc thì kết quả là đây. Và bước tiếp theo là xiên que gỗ vào. Giống như kẹo mút thạch quá đi. Xem nào. Để xem Lizzie sẽ phản ứng thế nào nè. Cây kẹo củi bắp của cậu có ngon không? Tớ tự làm luôn đó cái. Mình ăn hết cây kẹo này rồi. Không nhé. Đủ đáng ghét. Giờ ăn kẹo mút thôi. Nhìn ngon ha bạn yêu. Ăn còn ngon hơn đó nha. Mình giỏi nấu ăn quá đi. Đủ khoe mẽ. Các bạn đang tìm chỗ giấu kẹo trong nhà hả? Phải tìm chỗ nào thật hoàn hảo nha. Chắc không ai thèm lục cái ghế đâu ha. Tuyệt. Mình vừa thấy Bella mang kẹo vào đây. Chắc đâu đó quanh đây thôi. Mình biết mà, đến đây với chị nào. Ngon lành. Tớ chỉ đi lang quanh thôi nha. Không có nhét kẹo vào ngăn kéo đâu à. Mình ngửi thấy mùi đường trong này. Nhưng ở đâu mới được nhỉ? Bàn này rỗng phải không ta? Xin chào bé kẹo ngon lành. Thích ghê. Giấu trong bếp có dễ tìm không vậy? Tủ bếp thì sao nhỉ? Ý trời. Không ổn, không ổn. Giấu ở đâu bây giờ ta? Cái lọ mê dồ đây làm gì thế? Cơ mà. Cái lọ này có vẻ ok đó nha. Bạn muốn giấu kẹo ư? Lấy một lọ sốt mayonnaise như thế này nè. Và bỏ hết sốt đi. Giờ xịt sơn ở trong. Xong rồi. Giờ bạn không thể thấy có gì ở bên trong nữa. Hoàn hảo luôn. Đừng quên cái nắp nhé. Thủ thuật này tuyệt quá đó bà con. Tí mình lại hàn huyên nhé kẹo. Lily đang tới kìa. Mình ngửi thấy sô-cô-la hả ta? Thoang thoảng thôi à. Không rõ là ở đâu hết. Đồ cùi bắp. Hay là trong tủ lạnh nhỉ? Chẳng thấy gì luôn. Chỉ là mấy món đồ chán chán. Có giỏi thì tìm đi gái. Không tin được cách này lại hiệu quả luôn đó. Ở yên trong đây nhé kẹo yêu.